Tay không diệt quỷ. Xưa kia, ở một vùng nọ, có một chàng trai khỏe mạnh nhưng rất nghèo. Anh phải đi làm thuê cho nhà chúa đất. Một buổi sáng, anh có thể san bằng cả một quả đồi, cho nên dân trong vùng thường gọi anh là anh khỏe. Một hôm, anh khỏe đang gánh hai bó tranh lớn về thì gặp một người mặt mũi quần áo bê bết đất đứng chắn ngang lối. Này, mắt anh ở sau lưng à? Không thấy ai đứng đây sao? Tôi có nghe thấy nên chân tôi mới bước chậm lại. Nếu không thì anh không kịp nhìn thấy bóng tôi đâu. À, anh có dám thi với tôi xem ai khỏe hơn ai không mà đòi? Thi thì thi, nếu anh thua thì anh phải làm em tôi. Còn nếu anh được thì tôi sẽ chịu làm em anh. Được một lát, anh khỏe đã nhấc anh ta lên một cách nhẹ nhàng như xách một con gà mái. Tôi chịu thua anh. Từ giờ xin nhận làm em của anh. Được, mà sao quần áo mặt mũi em lấm láp như vậy? Em nhà nghèo, hàng ngày phải đi bắt chuỗi cho nhà chúa đất. Ngày nào em bắt được số chuỗi bằng tất cả ngón tay hợp lại thì chúa đất cho em ăn một bữa no. Tài của em chỉ có thế thôi à? Tài của em chỉ có thế thôi. Em chui vào đất dễ dàng như người ta đi trên đường vậy. Để em chui cho anh xem nha. Nói dứt lời, anh ta chui ngay vào quả đồi trước mặt và chỉ một lúc sau đã hiện ra ở bên kia quả đồi. Em chui đất giỏi đấy, từ giờ anh gọi em là chui đất nha. Dạ. Anh khỏe và chui đất nhận làm anh em sống chết có nhau. Họ cùng ra đi tìm nơi sinh sống, không về làm thuê cho chúa đất nữa. Đến một con sông lớn, họ phải dừng lại nghĩ cách vượt qua. Bỗng, họ thấy động ở bìa rừng. Lạ quá, anh khỏe và chui đất đến coi thử. Hai anh em thấy một người to lớn cứ ôm từng gốc cây to nhổ lên nhẹ nhàng như người ta nhổ lông gà vậy. Anh ta nhổ một cách say sưa, chui đất bí mật đến đứng bên cạnh rất lâu mà anh ta vẫn không biết gì. Anh nhổ cây làm gì mà nhổ nhiều thế? Anh là ai mà to gan thế? Đứng đó không sợ cây đè bẹp à? Tôi không sợ nên mới đến xem anh nhổ cây chứ. Thử đấu với tôi xem ai khỏe hơn nào. Được, với điều kiện nếu ai thua thì phải làm em. Được. Hai người đánh nhau một lúc, cuối cùng anh chui đất nhấc bổng anh ta lên như xách một con ếch. Anh ta đành chịu thua. Từ giờ hai anh gọi em là nhổ cây nha. Dạ. Sao anh lại nhổ cây ở khu rừng vắng này? Nhà nghèo, em phải đi làm thuê cho chúa đất. Một ngày em phải vác về số cây bằng ngón tay cộng lại mới được chúa đất cho ăn một bữa. Trước kia hai anh cũng đi làm thuê cho chúa đất, mặc dù làm quần quật suốt ngày đêm nhưng ăn vẫn không đủ no, mặc không đủ ấm. Chúng ta có sức khỏe hơn người, chúng ta sẽ đi tìm đất làm để được sống tự do. Em có đồng ý đi với hai anh không? Em rất ưng bụng. Ba anh em ta sống chết có nhau như ba ngón tay trên một bàn tay các anh nhé. Được. Nhưng hai anh chưa nghĩ được cách vượt qua dòng sông lớn này. Các anh đừng lo, dòng sông lớn nữa chúng ta cũng qua được thôi. Nhổ cây chạy một mạch lên rừng, chọn cây to nhất, dài nhất, nhổ mang về bắt ngang qua sông. Thế là ba anh em đi qua dễ dàng. Bàn chân họ qua không biết bao nhiêu rừng xa, núi cao, vực thẳm. Một hôm, ba anh em tới một khu rừng lạ. Chim chóc hót véo von, trái thơm trĩu nặng cành, dân làng đông đúc yên vui. Họ bàn nhau ở lại đây dựng nhà, làm rẫy, săn thú để sinh sống. Ba anh em sống yên lành, no đủ trong mấy mùa nương rẫy cho đến một hôm. Chui đất đang ở nhà nấu cơm cho anh khỏe và nhổ cây đi làm về ăn, thì nghe thấy tiếng rầm rầm của một con quỷ núi. Người có ở nhà, xin ăn. Người không có ở nhà, thì ăn cắp. Chui đất sợ quá, lần ngay xuống dưới đất để mặc cho con quỷ núi ăn hết cơm và thịt. Rồi nó phá tan cả làng bản. Anh khỏe và nhổ cây đi rẫy về, chỉ thấy nhà cửa tan hoang. Không thấy chui đất đâu, hai anh em gọi đến khàn cả giọng. Chui đất mới nghe thấy, vội chui lên khỏi mặt đất. Chui đất kể lại cho anh em nghe về con quỷ núi đến phá làng. Các em có đồng lòng cùng anh đi diệt con quỷ núi để trừ họa cho lũ làng không? Dạ có. Anh sẽ vật nhau với nó. Chui đất đào một cái hố thật to để lừa nó xuống đó. Còn nhổ cây, hãy lấy thật nhiều cây to để lao vào mặt, vào khắp người nó. Dạ. Họ chuẩn bị đâu vào đấy thì quỷ núi dẫn xác đến. Người có ở nhà thì xin ăn, người không có ở nhà thì ăn cắp. Cút đi, chúng tao không có gì cho mày đâu. Tao sẽ ăn thịt cả ba đứa chúng mày. Nói rồi, nó chồm thẳng vào anh chui đất. Anh nhanh chân chui tọt vào lòng đất. Bắt hụt, nó tức tối xông tới anh khỏe. Hai
hai bên vật lộn dữ dội, khiến cây cối đổ rạp, núi đồi rung chuyển. Lửa lúc quỷ núi không để ý, nhổ cây cầm một cây to, nhắm thẳng mắt nó lao tới. Nó choáng váng lảo đảo, một bên mắt tối mù. Nhưng lúc đó, anh Khỏe tung một hòn đất hất nó xuống cái hố chui đất đào sẵn. Bị sa hố bất ngờ, nó chỉ kịp kêu lên một tiếng. Nó giãy giụa trong hố mà không tài nào lên được. Chui đất nhảy vọt lên, dốc sức nâng thẳng một quả đồi ném xuống hố. Trừ xong con quái vật, ba anh em quay lại nhìn vào rừng cây và núi đồi tan tác mà lòng thấy nhức nhối. Họ bàn nhau, mỗi người mỗi việc, nhổ cây trồng lại cây cối, chui đất săn lại núi đồi. Anh Khỏe đi múc nước ở biển về tưới cho cây và làm đất dính lại. Cảnh vật tươi đẹp xưa kia lại trở về như lúc trước. Món nợ ân tình. Ngày xưa, có chàng học trò nghèo mồ côi, nhưng vô cùng sáng dạ. Chàng được vị danh y nổi tiếng thời đó nhận làm đồ đệ. Khi đã được truyền dạy cho hết những bài thuốc quý gia truyền, chàng đã xin thầy được về lại quê cũ để cứu người. Có phải đây là nhà thầy thuốc Văn không ạ? Tôi là Văn đây, cô cần gì? Chẳng là cha tôi bị ốm đã lâu mà thuốc thang bao nhiêu cũng không khỏi. Nghe tiếng danh y Cao Lộc đã lâu, nhưng nhà chỉ có hai cha con nên tôi chưa thể đi tìm danh y nhờ giúp được. Này, tôi nghe nói anh là học trò của danh y Cao Lộc mới về làng, nên bạn phép đến đây nhờ anh giúp đỡ ạ. Được rồi, vậy tôi sẽ thăm bệnh cho cha cô. Hiện cha cô mang căn bệnh hiếm gặp, thêm việc mạch của ông không ổn định nên người phát bệnh sẽ dễ tiên đoán nhầm, và căn bệnh này nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm. Xin thầy thuốc cứu tôi với, có phải đánh đổi thứ gì trên đời để được toàn mạng thì tôi cũng xin cam lòng. Xin ông cứ bình tĩnh đã. Vậy căn bệnh này phải xử trí làm sao thưa thầy? Căn bệnh này cho đến nay thật sự chưa có mấy người mắc và chữa trị thành công, nên tôi không dám chắc điều gì. Nhưng nếu dùng nhân sâm ở núi Hàm An thường xuyên thì trước mắt có thể cầm cự được, và nếu nội tiết của cơ thể người bệnh hợp với sâm thì cơ may có thể khỏi. Vậy xin thầy thuốc bán cho tôi loại sâm ấy đi. Thật ra thì loại sâm đó mỗi năm chỉ có thể lấy một lần vào đầu mùa hạ, còn đường đến núi Hàm An thì quá xa xôi trắc trở. Tôi theo học ở danh y Cao Lộc đã lâu, nhưng cũng chỉ có một lần được tiếp xúc với loại sâm này thôi. Thế nên, để nói có được loại sâm ấy bây giờ thật sự không đơn giản. Ôi trời ơi, thế chẳng phải cái mạng tôi bây giờ hết đường cứu rồi sao? Con sẽ đi tìm loại sâm đó về cho cha. Ôi con ơi, con đi như vậy thì cha ở nhà phải tính sao? Cha thà chữa bệnh còn hơn. Chỉ cần có một tia hy vọng để cứu được cha thì con cũng xin nguyện hết lòng đền đáp ơn sinh thành này. Không, không con ơi. Nếu vậy con nhớ định ở nhà để chăm lo cho cha đi. Tôi cũng sắp lên núi đi lấy lá thuốc, nhân đó tôi sẽ đi tìm loại sâm ấy xem sao. Sẽ đi tìm sâm ư? Thầy thuốc ơi, nhất định thầy phải tìm thấy loại sâm ấy, nhất định đừng bỏ mặc tôi nha. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Thưa thầy thuốc, tôi biết việc này rất khó khăn, dù gì cũng xin cảm ơn thầy. Còn việc tìm loại sâm quý thì xin thầy giúp đỡ, chứ tuyệt đối đừng vì cha con tôi mà liều mạng nha. Tôi biết rồi. Thời gian sau. Ôi da, đau quá, mệt quá, chết mất thôi. Cha ơi, cha cố gắng ăn một chút vào đi cha.
Cha không nuốt được đâu, cha chết mất thôi. Thầy thuốc kia thật nhẫn tâm khi bỏ đi biệt tâm. Cha bị bỏ mà đến chết mất thôi. Cha, sao cha lại nói như vậy? Vì tìm xăm cho cha, thầy thuốc giờ cũng chưa biết sống chết thế nào, mà sao cha lại nói như vậy được chứ? Ông Phú. Hả? Thầy thuốc, thầy về rồi. Đây là loại thuốc từ nhân sâm Hàm An. Mỗi ngày ông uống một chén nha. Ôi, cảm ơn thầy thuốc. Tôi biết thầy thuốc sẽ không bỏ mặc tôi mà. Thật may quá. Cảm ơn thầy thuốc nhiều lắm. Ủa, thầy bị thương à? Là tôi bất cẩn trong lúc lấy sâm nên trượt chân ngã, nhưng không sao đâu, may mà vẫn trở về được. Thời gian sau. Cảm ơn thầy. Đây là chút đồ ăn tôi tự tay chuẩn bị, xin thầy thuốc đừng chê. Thật ngại quá. Thời gian thấm thoát, nhờ có Văn không quản ngại khó khăn đi lấy loại sâm quý về, mà căn bệnh hiểm ác của cha Nết dần được đẩy lùi lại. Và cũng qua thời gian tiếp xúc, cả hai dần từ quý mến, ngưỡng mộ thành tương tư thầm nhớ nhau. Và rồi Nết và Văn đã nguyện cùng kết tóc xe duyên. Văn tìm bà mối mát tay nhất làng đến thưa chuyện cùng nhà Nết. À, tôi xin lỗi, lễ này tôi không có nhận được. Ít ra ông cũng nên niệm tình đôi trẻ, chúng nó nặng tình nặng vợ với nhau. Giờ dù có khó khăn vất vả, nhưng tương lai phía trước thì chưa thể nói trước được gì. Cậu Văn đây lại là người thông minh, hay chữ hay nghĩa. Nhìn tướng cậu ấy là có thể chắc chắn chỉ nay mai thôi, chúng nó sẽ có của ăn của để đầy nhà cho mà coi. Vâng, tôi nào có dám chê gì cậu Văn đây. Chẳng qua là con gái tôi ngốc nghếch và hay dột, chẳng thể bị được với cậu ấy, nên tôi mới không dám nhận lễ vật này. Cha ơi, chẳng phải hôm qua cha nói sẽ cân nhắc cơ mà. Chàng ấy là người tốt, và chẳng phải chàng ấy đã chữa khỏi bệnh cho cha đấy sao? Con phiền phức quá đi. Thôi giờ thế này đi, nếu lễ vật là 100 lượng vàng thì ta mới đồng ý gả con gái, không thì thôi. Chàng ấy không thể nào kiếm đâu ra được 100 lượng vàng, chỉ bằng mình bán hết đồ trang sức lẫn gấm vóc đi thì... đi thích cái thằng thuốc nghèo kiết xác đó. Chắc nó chỉ chạy đi một lúc rồi về xin lỗi thôi ấy mà. Mẹ ơi, chắc mẹ sẽ hiểu lòng con đúng không mẹ? Ân tình của chàng ấy không thể mang của cải ra so đo được. Nhưng nếu đó là cách duy nhất
với mẹ cho con được bán chiếc trâm này đi. Ở làng bên có ông Đỗ chuyên thu mua trang sức quý. Ông Đỗ cũng là bạn với cha mình. Nếu mình đi ngay bây giờ thì có thể lựa lời bán cho ông ấy được. Chứ để đến mai nhỡ cha can thiệp thì... Con ơi! Tưởng rằng chỉ quát nạt đe dọa con, rồi con sẽ trở về xin lỗi. Ai ngờ, đó cũng là lần cuối cùng ông Phú nhìn thấy con. Văn quá đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của Nết, nên cũng rời khỏi ngôi làng. Chỉ một thời gian sau, không còn thuốc của Văn khiến căn bệnh của ông Phú phát tác, không thể cứu chữa, và ông phải chịu cảnh cô đơn, đau đớn một mình. Bất lực nhìn cái chết đến dần, ông Phú đau đớn tột cùng khi hiểu được lúc này dù 100 lượng vàng cũng chẳng thể cứu được mạng của ông, và 100 lượng vàng lúc này cũng không mang con gái ông trở lại. Còn ân cứu mạng của Văn thì ông mãi mang theo không trả nổi. Làng Điếc. Ngày xưa, có một làng nọ không hiểu tại phong thủy hay vì một cớ địa lý gì khác, mà cả làng đều điếc hết. Điếc từ ông Lý, ông Hương cho đến anh Mỏ. Điếc từ ông già bà lão cho đến cô gái ngây thơ, anh nông phu trai tráng. Tất cả đều điếc chẳng chừa một ai. Mai làng mình có cỗ bên nhà ông cả, mời bác sang sớm. Mai nước về đầy sông cả hả? Rượu nhà tôi đầy nước rồi, nước về thì mặc nước. Ăn cỗ chứ không phải uống nước ăn trầu. Biết rồi, lúc nào trâu nhà tôi cài xong rượu nhà tôi thì tôi cho mượn. Gớm, mua bầu thì phải vào trong làng, chứ ra đây ai bán? Hai cái người này rõ chán à. Có một điều là không ai chịu nhận mình điếc. Nghe không hiểu, họ cũng chẳng bao giờ hỏi lại. Họ chỉ nghe qua một lần, rồi tùy hoàn cảnh và thái độ của người nói mà hiểu theo ý mình. Một hôm, tôi có ba con dê đi lạc. Nếu bác có trông thấy, làm ơn bảo cho tôi đi tìm. Thế nào tôi cũng đền ơn bác, không dám quên. Hình như anh ta đang muốn tranh đất nhà mình thì phải. Thôi được rồi, mình phải giải thích cho anh ta mới được. Anh định hỏi làm gì mới được chứ? Thửa ruộng này từ đây cho tới cái đập nước đằng kia là của Hương Hỏa ông cha tôi để lại, có giấy tờ rõ ràng. Bác ấy chỉ về phía đập nước, tức là dê của mình đi lạc tới đập nước đằng kia ư? Vâng, thế cảm ơn bác, để tôi tới đó xem sao. Gớm chưa? Anh ta định đi kiểm tra xem có phải đất nhà mình dài tới cái đập nước không chứ gì. Tôi đã ngăn bờ rõ ràng rồi đấy. Trời ơi, bác ấy nói đúng quá, ba con dê của mình đây rồi. Mình đã hứa là sẽ cảm tạ bác ấy. Mình sẽ tặng bác ấy một con dê. Con dê kia của mình bị thương ở chân rồi. Thôi, mình sẽ biếu bác ấy con dê đó vậy. Này bác, cảm ơn bác nha. Nhờ bác tôi mới tìm lại được đàn dê mau chóng thế này. Tôi biếu bác con dê nhỏ này gọi là... Ông này lại còn muốn gì nữa? Dê của ông tôi chẳng hề trông thấy bao giờ. Cả con dê què này cũng thế. Sao ông lại định vu oan cho tôi đánh què dê của ông? Bác dê ơi, tôi không thể biếu bác hai con dê lành được. Tôi biếu bác thế nào là quyền của tôi chứ. Tôi đã nói là tôi không động gì tới dê của anh. Sao anh cứ đổ lỗi cho tôi làm dê của anh bị què thế nhỉ? Khổ lắm, không được đâu. Hai con dê lành tôi còn phải mang về lấy sữa. Bác nhận con dê què này đi. Nếu bác không nhận, tôi sẽ không cho bác con dê nào đâu. Anh có nhìn thấy tôi làm gì con dê này không? Mà nổ tại tôi làm nó què. Đã thế, tôi không biếu bác con dê nào nữa nha. Người đâu mà tham thế. Không hiểu có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?
đây, bây giờ thì nhờ anh này phân xử giúp. Anh phân xử giúp tôi nha. Chuyện là thế này, tôi bị lạc mất ba con dê, nhờ bác ấy chỉ giúp nên tôi tìm lại được. Tôi muốn đem con dê què này biếu bác ấy để đền ơn, nhưng bác ấy tham lam vô độ, lại còn đòi lấy nốt cả hai con dê lành. Chuyện là thế này, tôi đang cày trong ruộng của tôi, ông này bỗng nhiên ở đâu chạy đến đòi tra hỏi đất nào là đất của tôi. Tôi bèn chỉ cho ông ta xem cái đập nước đằng kia là giới hạn đất của tôi, và thửa ruộng này là của ông cha tôi để lại. Ông ấy khám đất xong chắc ba con dê này đến, dù cáo một cách vô lý rằng tôi đánh què con dê của ông ta. Mời anh xuống đây phân xử giúp chúng tôi với. Trời ơi, bọn họ định lấy ngựa của mình sao? Con ngựa này là của tôi, lúc tôi mua về nó còn là một con ngựa con, chính tay tôi đã chăm sóc nó cho đến tận bây giờ. Các ông định ăn cướp ngựa ban ngày ban mặt thế này sao? Anh phải xuống đây phân xử cho chúng tôi. Anh xuống đây xem ai đúng ai sai, chứ thế này chúng tôi không thể chấp nhận được. Đã thế thì tôi quyết chiến với hai người, đừng còn lấy ngựa của tôi nha. Họ đang nói cái gì thế nhỉ? Hình như về chuyện tế lễ gì đó. Thôi được rồi, các người yên lặng để nghe ta nói đây. Chuyện tế lễ thì bình thường, có gì mà phải mang nhau lên đây kiện cáo. Thế thôi nha, các ngươi về đi, mọi chuyện coi như hòa. Quan xử mấy người kia mỗi người 100 trượng đấy. Trời ơi, đau quá. Tôi bị oan mà. Dừng lại, tại sao lại đánh người? Ta có lệnh cho các ngươi đánh người đâu. Ta bảo dừng cơ mà. Dừng lại, không được đánh nữa. Cả làng ta đều bị điếc, chỉ vì sĩ diện mà làm khổ nhau. Từ giờ ai chưa hiểu rõ chuyện, hãy hỏi cho ra nhẽ, hoặc viết ra giấy. Từng người trình bày ra giấy. Vậy là từ đó, mọi người trong làng được một bài học. Họ không sĩ diện, tự cho rằng mình thông minh, phán đoán được tất cả mọi chuyện nữa. Họ tìm hiểu cặn kẽ, khi rõ sự việc mới thôi. Làng cũng trở nên yên bình và sống chan hòa hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.